Nói đến các màn hình gaming giá rẻ, chắc chắn là các bạn trong đầu nghĩ đến một cái tên, đó là HKC. Tại vì HKC như mình đã có vài video review rồi đấy, thì màn hình của họ rất là rẻ, nói chung là các bạn chấp nhận được cái này mất cái kia. Nhưng có một cái nữa, hôm nay mình nhận được một cái sample rất là lạ, đến từ một cái hãng Antec. Thế là sau khi một hồi mình tìm hiểu thì cái thương hiệu này đó chính là một thương hiệu mới của HKC, tức là nó cũng là HKC thôi. Nó vẫn là màn hình gaming với giá rất là rẻ. Và mình không hiểu là ý định HKC họ định làm thế nào với cái thương hiệu Antec này. Không biết là họ có tách ra không, tại vì cái giá sản phẩm của mình hiện tại đang nhìn ở đây này, thì nó khá là rẻ, nó vẫn không tách biệt hẳn, không phải phân khúc cao cấp mà vẫn là phân khúc giá rẻ. Nên là không biết là HKC họ định làm gì với màn hình. Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn có sample, đó chính là một chiếc màn hình Antec, gọi là mã là 27G2.1. Thì con màn hình này nó là, tóm gọn lại, nó là một con màn hình gaming 180Hz rẻ nhất hiện tại. Và với kích thước là 27 inch, và các bạn sẽ phải hy sinh những cái gì cho con màn hình này để có 180Hz, thì chúng ta cùng xem trong video này nhé. Rồi, đến một thương hiệu Antec, có một cái logo đầu kiến rất to ở đây, mã là 27G271, chứng tỏ nó là một màn hình là 27 inch. Chúng ta có những cái gì? Có một mặt lưng ở đây. Mặt lưng này các bạn có thể thấy cái đèn LED RGB, nhưng mình chưa biết RGB này kiểu gì, thì chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ có là màn hình gaming với gọi là 27 inch, là đường chéo là 68.6 cm. Rồi IPS nhá, không phải VA hay TN, 180Hz. Mình bắt đầu hơi nghi ngờ rồi đấy, tại sao chúng ta có một màn hình rẻ như này. Chúng ta có AMD FreeSync, mà chắc chắn là cái mức giá này các bạn sẽ không thể có là NVIDIA G-Sync được, chỉ có AMD FreeSync thôi. Và đây, độ phân giải chúng ta đã bị tụt xuống là 1920x1080 chứ không phải là 2K như là những con màn 27 inch khác. Và chúng ta sẽ có tần số quét 180Hz, panel IPS, viền siêu mỏng và chức năng bảo vệ mắt. Cái này thì không quan tâm lắm, tại vì gamer kiểu gì chả hỏng mắt, không phải lo. Bên cạnh chúng ta có HDMI và DisplayPort này. Đây, cũng những cái thông tin cũng như vậy. Mặt trước đây các bạn nhìn thấy cái logo Antec, logo mới, không phải logo HKC nữa. Và đấy, như vậy chúng ta sẽ mở ra xem bên trong chiếc màn hình này có những cái gì. Và với mức giá 4 triệu thì mình thấy là các bạn sẽ có một con màn hình 180Hz và Full HD 27 inch, thì mình nghĩ đến đó chính là cái việc mà màn hình này cho các bạn chơi những game bắn súng. Đó chính là các bạn sẽ chơi CSGO, bạn chơi Valorant, các bạn chơi những cái tựa game mà nó không cần yêu cầu cái cấu hình gọi là quá cao. Tại vì nếu các bạn sử dụng màn 180Hz này mà các bạn chơi những tựa game cấu hình cao, thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào xúc đủ 180fps lên trên con màn này. Và nếu mấy các bạn đủ khỏe để chạy 180fps những cái tựa game cao cấp ấy, thì các bạn cũng không bỏ ra 4 triệu mua màn hình này đâu. Lúc đấy các bạn phải bỏ ra mua những cái màn hình khoảng tầm 10-15 triệu cơ. Chứ 4 triệu này mình nghĩ là từ những phân khúc đó chính là phân khúc gamer. Với những game mà gọi là cấu hình nó cơ bản như là CSGO, và những quán net họ quảng cáo là có hàng xóm là 144Hz, thì quán tôi 180Hz mặc dù giá đầu tư như nhau. Rồi, nâng một cách hướng dẫn của màn hình này. Chúng ta sẽ có một cái adapter ở đây, adapter ngoài. Những cái màn hình giá rẻ thì họ đều dùng adapter ngoài để gọi là tối ưu chi phí sản xuất ấy. Các bạn, nếu các bạn gắn adapter vào trong màn hình thì các bạn sẽ phải mua điều chỉnh lại mạch các thứ bên trong. Còn nếu đi mua có adapter ngoài ở những cái đơn vị cung cấp mà số lượng lớn ấy, thì giá rất là rẻ. Chúng ta có một cái chân màn hình. Đúng không? Chân này mình cảm thấy nó rất là nhẹ. Các bạn thấy mình cầm nó cực kỳ nhẹ luôn. Thì mình sẽ lắc thử các bạn xem nó bị lắc hay không. Và một cái, đây, chúng ta có một cái lưng màn hình nữa. Nó cũng nhẹ, cái này nhẹ. Không biết là tí nữa nó có gọi là đỡ đủ màn hình này hay không, chứ mình cầm là mình thấy nhẹ hều. Bên trên này chúng ta còn có nhựa trên này, chỉ có một khung thép ở dưới đỡ thôi. Rồi, đây, chúng ta sẽ có một cái đèn LED RGB ở đây. Đây RGB nhá, RGB chỉnh được hay không tí nữa chúng ta tính sau nhá. Ở đây các bạn sẽ không cần ốc vít gì cả, và có vẻ chúng ta sẽ có VESA ở chỗ này. Các bạn sẽ có ngàm VESA ở đây. Để nhiễm mình xem nhận lại xem đúng hay không, nhưng mình nghĩ là khả năng đây là VESA 75x75 chứ không phải là VESA 100. VESA 100 thì nó phải tầm từ này cơ, còn đây là VESA 75. Ba cái lẫy cho các bạn kẹp qua màn hình này vào đây. Rồi, à, thông minh hơn thì con HKC ngày trước mình review khá là nhiều. Ngày trước thì các bạn sẽ không có ngàm VESA, nhưng con này thì 4 triệu các bạn có ngàm VESA thoải mái rồi. Rồi, không hẳn phải ốc ở đây. Và để gắn con màn hình này vào. Rồi, và ở dưới chúng ta có những cái gì đây? Rất là lạ, mình sẽ mở này lại ra cho các bạn xem nhé. Rồi,
chúng ta sẽ có một cổng nguồn. Cổng nguồn thì màn hình nào cũng phải có rồi. USB, trong khi đó chúng ta không có USB in. Tức là cổng USB này có thể dùng để update firmware của con màn, chứ không phải là để các bạn cắm USB vào đây đâu. Cái cổng audio, cổng audio để cắm này, không biết các màn hình có loa không. Chúng ta có cổng DisplayPort và HDMI, cổng rất cơ bản với các màn hình hiện tại bây giờ, không có gì gọi là quá hào nhoáng cả. Đấy, rồi, trọng lượng khi mình cầm con màn hình này lên nó khá là nhẹ. Ở đây, đây chắc chắn phết, không đến mức lỏng lẻo như mình tưởng đâu. Rồi ở đằng trước chúng ta sẽ có một cái logo Antec ở đây, màu xanh. Chắc là logo kiểu game, dòng gaming của họ. Các menu các thứ thì nữa mình sẽ chỉnh là sau. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái kích thước màn viền, nó sẽ khá là mỏng ở đây. Và đây là dạng viền, mình để bật lên để xem là viền nó là viền ảo hay viền thật. Nếu mà viền thật tràn lên đây thì quá xịn, còn mình nghĩ đây chỉ là một cái viền ảo thôi. Và bên trong này vẫn còn một lớp viền nữa, để gọi là khi tắt máy chúng ta nhìn màn hình nó rộng hơn. Còn khi bật máy thì cái phần hiển thị chúng ta sẽ ở là bên trong này. Ở đằng sau nó có một cái đây, led sẽ ở đây. Và nhìn khá là cơ bản, cũng không có gì gọi là đặc biệt quá. Và cái phần chính đến với cả đó chính là hiệu năng chơi game của cái màn hình này xem như thế nào. Tại vì đây là một màn hình chơi game, chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những khái niệm về độ chuẩn màu, về đồ họa của nó. Chúng ta cần quan trọng đó chính là chơi game. Tại vì một cái màn hình một Full HD 27:1/180Hz thì chúng ta sẽ không thể nào quan tâm được đến đó chính là chất lượng hình ảnh được. Với đồ họa thì không quan tâm, chơi game sướng là được rồi. Bây giờ lắp vào đây. Rồi, và mình đã cắm qua màn hình Antec 27 này, 27 này lên rồi. Các bạn thấy là cái phần đèn LED này thì nó cũng không sáng cho lắm, và nó chỉ là chuyển qua lại giữa các màu thôi. Và nói chung là các bạn sẽ không thể nào bật được như là ở trên vỏ hộp đâu, mà nó chỉ là chuyển qua lại giữa các màu. Và cái độ sáng đèn LED này khá là yếu, nên là các bạn để vào tường này thì nó cũng chả tác dụng gì cả, sẽ không hiện ra gì đâu. Và chỉ khi nào mà các bạn dùng cho game LED ấy, khi mà cái màn hình này sẽ quay xuống hướng khán giả, chúng ta có thể thấy được một ít cái đèn LED xung quanh. Nói chung là để cho có mà thôi. Và về chân thì cảm quan của mình đó chính là chân nó khá là chắc, nhưng mà các bạn sẽ không thể chỉnh được phần trái phải gì cả. Các bạn thì có chỉnh duy nhất đó chính là lên và xuống thôi. Và cái độ cao màn hình các bạn cũng không chỉnh được, nên là mình khuyến cáo khi mà các bạn dùng với cả các màn hình này thì các bạn hãy trang bị một chiếc ghế, đó chính là ghế các bạn có thể ngửa lên, nâng lên hạ xuống được như ghế của mình, con Anka Racing này. Tuy nhiên nếu các bạn dùng ghế chân quỳ thì sẽ có lúc các bạn không chỉnh được độ cao màn hình, nên là tầm nhìn các bạn nó sẽ bị lệch, nó sẽ không được chuẩn ở chính giữa màn hình. Đấy là một điểm lưu ý nhỏ nếu các bạn muốn mua cái màn hình Antec này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần menu để xem nó có những cái gì. Đầu tiên là chỉnh độ sáng, thì ban đầu mình nhìn cái màn hình này thấy ngay đó chính là chúng ta có một độ sáng nó tối, độ sáng hơi tối. Tại vì sau khi mình tra một lúc thì độ sáng của màn hình này nó chỉ đạt đó chính là 250 nit mà thôi. Nên là một cái điểm mà khá là trớ trêu, thì mình sẽ cho các bạn xem sau. Và độ sáng mình sẽ chỉnh lại lên thêm một chút đi. Tại vì cái độ sáng này mình để như này 70 mặc định là khá là tối, mình để lên 100 thì nó sáng hơn một chút. Và đây là mức tối nhất này. Đây là tối nhất này, là 0. Và đây là sáng nhất. Và cái mức mà từ 70 lên 100 ấy mình thấy nó không sáng hơn nhiều đâu. Và tương phản là có tương phản là 50, mình sẽ để lên khoảng tầm 70. Và đây là một màn hình IPS nên mình hy vọng độ tương phản là sẽ khá là tốt. Chúng ta có những cái như là đây, cài sẵn là các chế độ mà chúng ta không cần quan tâm đến cái này lắm đâu. Đây là chiếu phim, bảo vệ mắt, tiêu chuẩn nhiệt độ màu. Cái này thì bản thân mình thấy hiện tại nhiệt độ màu chúng ta khá là ổn rồi, cũng không phải chỉnh. Có thể chỉnh lại nhiệt độ tầm cao cho nó hợp lý tùy các bạn. Và điều chỉnh đây là cái phần gamma. Cái phần này gamma thì còn không cần điều chỉnh cho lắm đâu. Sau chúng ta cuối cùng chúng ta có ngôn ngữ này. Chúng ta có âm lượng. Âm lượng này là âm lượng của cái cắt sắc cắm tay nghe các bạn cắm ở đây. Chứ màn hình này là không kèm loa đâu, nên là các bạn cắm loa vào đây, tay nghe vào đây cũng được. Ambient line là phần đằng sau. Chúng ta chỉ có chế độ là ông nói gì kìa, trên hoặc tắt. Nó bật tắt chứ không phải là trên là tắt. Ông nói gì cái này, overdrive đây, chế độ overdrive bật và tắt, chứ không có là overdrive low mid high, mà các bạn chỉ có là bật và tắt thôi. AMD FreeSync thì mình đã bật rồi, thì nữa mình sẽ bật trong NVIDIA Control Panel rồi. Và chúng ta chỉ có thấy những setting nó khá là cơ bản, và điểm lợi đó chính là có tiếng Việt, nhưng mà mình thấy nó cũng chỉ ở mức điều chỉnh cơ bản thôi, nó không có gì gọi là quá nhiều thứ. Và
Đây, chúng ta độ phân giải là 19201080 và với độ phân giải này của màn hình 27 inch thì các bạn sẽ nhận được một ít, đó chính là sự rỗ của hình ảnh. Với màn hình 27 inch mình khuyên các bạn là nếu các bạn muốn chất lượng hình ảnh đẹp nhất ý, thì các bạn hãy trang bị màn hình đó là 2K. Nhưng mà 2K sẽ không phù hợp với những bạn nào có một chiếc máy tính nó không đủ khỏe. Nên là với chiếc màn hình này, bạn hơn đến 180Hz, các bạn thể xem là mình có chỉ 180Hz. Chúng ta có một cái 50, 59 này, 60, 120, 144 và 165 và 180. Đây mình chỉ 180. Và với cái mức này thì các bạn chỉnh 180Hz thì các bạn sẽ không, và với mức giá rẻ này thì một lựa chọn khá là đúng của Antec đó chính là họ làm màn hình Full HD. Tức là không yêu cầu máy các bạn quá khỏe, máy các bạn bình thường cũng được, vẫn đủ là trải nghiệm. Đó chính là các bạn chấp nhận một ít cái sự rỗ và các bạn bù lại, đó chính là cái tần số quét nó rất là cao, phù hợp với tựa game FPS. Và ở đây mình có một cái máy, đó chính là mình dùng con này đang là Core i9 999K 32GB và 1660 Super. Thì mình sẽ bật cái tính năng, đó chính là màn hình này hỗ trợ G-Sync Compatible đấy. Nên là chúng ta bật được cái này. Ở đây, Antec ANT27G271 hỗ trợ toàn bộ. Và bây giờ mình sẽ vào ở trong game. Rồi, đây hiện tại mình đang trong, đó chính là Seiko với mức thiết lập, đó chính là Medium với máy 99K và 1660 Super. Và đầu tiên mình cảm nhận đó chính là các bạn, khi mà các bạn một khoảng tối, các bạn khoảng tối này, nó sẽ bị một cái là nó sẽ hơi bị đây, màu tối, nó rất là tối. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ có một cái, đó chính là cái độ sáng của màn hình này này, nó là 250 nit, nên là các bạn nhìn là bùng sáng, nó sẽ không hề sáng. Các bạn nhìn màu tối, nó rất là tối, nên là màu đen trên màn hình này hiển thị được chất lượng mình đánh giá là tốt. Tại vì một phần đó chính là tấm panel của nó chỉ là 250 nit mà thôi, nên là màu tối sẽ tối và màu sáng thì mình sẽ không cho sáng lắm. Và một cái nữa, đó chính là khi mà mắt chúng ta nhìn vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể so được chất lượng với những cái màn 10, 15 triệu rồi. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái, đó chính là các bạn, với mắt con người chúng ta thì chúng ta có thể cảm nhận, đó chính là những cái độ tương nhiệt, độ no màu của màn hình ý. Nếu mà chúng ta chỉnh lên thì nó sẽ gọi là sắc nét hơn một chút. Nhưng mà chúng ta có tần số quét đáp ứng rất là tốt này. Mình chúng ta không lấy sự gọi là bị chúng ta không thấy cái sự gọi là bị ghosting hay là gì cả. Tại vì đây là 1080Hz và mức FPS mình đang được là 243. Và như thế thì các bạn sẽ chơi FPS các bạn sẽ thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi các bạn chơi những tựa game cần hình ảnh đồ họa đẹp chẳng hạn, thì hoặc là các bạn xem phim chẳng hạn, thì màn hình này nó sẽ bị một cái, nó chính là tối nhất là nó bị rỗ. Mà Full HD với 27 inch là các bạn sẽ hơi rỗ một tí, nhưng mà nó vẫn chấp nhận, nó vẫn chấp nhận được. Và thứ hai đó chính là chất lượng hình ảnh. Thì mặc dù đây là một cái panel IPS, nhưng mà do chúng ta cái phần độ sáng màn hình nó hơi thấp, nên là chất lượng hình ảnh các bạn nhận được nó sẽ không thực sự gọi là tươi tắn được. Và mình thể thử xem trong menu chúng ta có thể chỉnh được độ no màu không. Màu đỏ đấy, các bạn hoàn toàn có thể khắc phục một ít được cái phần gọi là phần kém tươi của màu bằng cách các bạn chỉnh lên. Tại vì với cả khi mà cách con mắt con người chúng ta nhìn ý, thì khi các bạn nhìn màu trắng thì mặc định con màn này thì nó sẽ không được gọi là trắng cho lắm. Nhưng mà khi các bạn chỉnh độ no màu của màn hình lên thì mặc định cái mắt các bạn nhìn ban đậm bên ngoài nó sẽ trắng hơn một tí. Và đấy là một cái mà các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được để khắc phục một phần, đó chính là cái phần độ tương phản màn hình này nó hơi thấp. Thì đây, mình đã chỉnh lên một chút thì các bạn thấy nó tươi tắn hơn nãy khá là nhiều đấy. Cho nhận được một màu tươi tắn hơn và sáng hơn. Tại vì bản thân màn hình nó không sáng hơn mà là mình chỉnh nhiệt độ no màu nó tăng lên nên màn hình nó sẽ sáng hơn. Thì những trải nghiệm của mình với con Antec 27G271 này thì mình rút ra một vài kết luận như sau. Chúng ta có một màn hình 180Hz rất là rẻ. Chúng ta có một con màn hình 180Hz mà giá chỉ có hơn 4 triệu mà thôi. Và kích thước là 27 inch và độ phân giải là Full HD. Thì cái màn hình này hơn đến như nào? Nếu mà các bạn muốn chơi tựa game AAA, các bạn muốn chơi những xem phim hoặc là làm những thứ khác thì cái màn hình này chắc là không phù hợp với các bạn đâu. Tại vì chúng ta chỉ có là một chất lượng hình ảnh nó ở mức gọi là tầm trung, và chúng ta có một cái độ phân giải nó hơi bị thấp, và chúng ta chỉ có 180Hz. Nhưng mà các bạn chơi game AAA hay là các bạn chơi những xem phim, các bạn không cần 180Hz gì cả. Mà đây là một chiếc màn hình eSports thực sự, khi mà các bạn sẽ hy sinh toàn bộ mọi thứ, hy sinh một ít chất lượng hình ảnh, hy sinh một ít thêm cả về độ phân giải để các bạn có tần số quét là 180Hz.
thì sẽ phù hợp nhất với các bạn, đó chính là chơi những cái tựa game mà bắn súng như là Valorant hay là CSGO như mình đang chơi đây, hoặc là Apex Legends, với một bộ máy nó không phải quá đắt mà các bạn vẫn kéo được 180fps thì cái mức màn hình này các bạn về 180Hz thì nó sẽ đồng bộ rất là sướng. Antec họ làm cái màn hình này thì mình thấy là khá là ổn cho các bạn như mình vừa nói, đó chính là chơi game FPS. Và thứ hai, và máy không có khỏe, và thứ hai đó chính là cho quán net, thì ở quán net cũng như vậy thôi, máy họ cũng không có khỏe, họ cần cái tần số quét cao để phục vụ một đa số người chơi. Thì đây là không phải là một con màn hình cho mọi người, nhưng mà nếu các bạn gọi là sử dụng đúng mục đích của nó thì mình thấy là nó khá là ổn. Còn nếu mà sai mục đích thì màn hình nào cũng tệ như nhau mà thôi.